lớp càng hát rồi tôi càng này có tiền năng tiền năng các bạn tiền để tham gia chương trình góp nguyên liệu phần động tả bấm nút ta chatbot cho nó kèo này đến từ Businbot các bạn, các bạn bấm vào Businbot continue a còng Businbot này các bạn. Yeah, đi. Sao không dự án nó không chạy trời kỳ trời lót phần các bạn đang lót dự án chút nha bạn. Rồi sau khi nó gót nó lót qua các bạn vào Businbot. Ủa nó lót tàu lao luôn pha các bạn, mẹ lót bạn khác luôn pha nghe các bạn. Các bạn chào mình chút nghe các bạn. Rồi sau khi nó lót các bạn tới con Businbot, các bạn bấm vào nút rep này là nó ra một cái link ghép cho bạn. Bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi các bạn join kênh Telegram group nữa nè để nhận 5 token nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào set Asta activity. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn ghi username Telegram các bạn là cộng. Các bạn vào setting ghi lại gửi lại cho bot anh 0329931577 anh 0329931577 các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn tiếp theo là các bạn follow theo quên nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào staff activity có hai nhiệm vụ rồi các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like với đồng bạn hai bài nha các bạn. Nó có kêu like mà mình like cho nó luôn, tặng cho nó luôn. Rồi các bạn test làm cái bình luận cho nó các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn vào. Rồi các bạn gửi lại cái username cho nó các bạn. Username trang ấy mình á, a còng win. Các bạn vào đồ ngữ của mình là thấy cái username mình nè. A còng win vnnh9. Rồi. Các bạn gửi lại cho bot. Rồi như vậy mình đã nhận được 11 token nha các bạn. Nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút ETH nha các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ ETH cho nó nha các bạn. Các bạn vào ví chút wallet MetaMask in token với miễn nền tảng EC20 nha các bạn. Rồi các bạn vào ETH nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn vào Telegram lại nha các bạn. Các bạn gửi lại cho bot nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm tốt cần nha các bạn. Thì rồi. Bot